máu. Âm dương chớ
chẳng rời. Nhật nguyệt tinh phương trời sáng tỏ, mây quyền di hiện rõ thần thông. Mẹ phân Nam Bắc Tây Đông, bốn phương tam hướng bao dòng càng khôn. Điển Thiên mẹ bảo tồn vĩnh cửu, chôn trung ương mẹ phủ địa châu. Linh quang chiếu sáng nhiệm màu, thiên thiên bảo dưỡng gồm thấu chân lành. Phú quân mẫu trường sanh bất lão, tài cao minh sáng tạo quyền di. Thiên lung địa a diệu kỳ, tri âm phối hợp phục quý diêu đài. Thiên địa lập âm lai dương khư, khí thần giáo gìn giữ điển linh. Đất trời do tạo hóa sinh, pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên. Chính mẹ tạo tôi hiền chúa thánh, phụ điển linh trường thanh tâm thanh. Chẳng ngừng qua qua xanh xanh, thiên can thường chuyển dẫn hành địa chi. Thần giới khí thủ thì thai thanh, mẹ cứu mang canh canh thập niên. Tình thâm mẫu tử thiên liêng, mười thu đúng nhật chia riêng quẻ hào. Trong bát quái phân vào tám hương, tám quẻ do mỗi hương định ra. Sáu hào một quẻ đó là ba trăm tám muốn tẻ ra các hào. Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng, thập niên trường chuyển dụng thánh thai. Minh quân xuất thế trần ai, sao vì thiên tử thi tài quyền quang. Mẹ vang vua thiên hoàng con trưởng, đến địa hoàng mẹ chứng thứ hai. Nhân hoàng tam đệ thiên tài, còn ba vị nữa phân rài sau đây. Vua phục y ngài hai biến qua, bát quái phân phát quả hiển linh. Chỉ rành tam hướng thinh thinh, âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Vua thần nông phi tài ngũ cốc, sắc linh gieo châu ngọc khắp nơi. Đó là hạt giống của trời, sanh ra lúa gạo giúp đời an khang. Vua hiện viên tạo ban y phục, đem ấm no hạnh phúc vạn dân. Lưu truyền cơm ao chốn trần, để cho người thế tâm thân thanh nhàn. Vũ trụ do mẫu hoàng xuất phát, mẫu tạo ra Bồ Tát.
nhìn biển cả trời xanh nước biếc, khắp bốn mùa tan tuyết trở say, gió ngàn tỏa lượn từng mây, quá xanh nhân loại cỏ cây thú cầm. Có ngủ nhạc bóng trầm ngắm trôi, khắp muôn nơi từ mẫu dưỡng sanh. Các đời vương đế đại danh, từ trong thân mẫu trưởng thành mà ra. Danh Lam có năm tòa thắng cảnh, chôn lâm xuân tuyết lạnh sương rơi. Có cây cổ thụ sông đời, sắc dân trăm họ vô nơi mẫu thành. Năm giống lúa tươi xanh dung dưỡng, sao thư gạo dành thương nhân sinh. Nhân dân nọ âm hiển dinh, sống nhờ điển mẹ quyền linh phủ đầy. Khi lìa thế gợi thấy thân mẫu, sự hoa xanh dời đổi vô thường. Thân mẹ là chỗ tựa nương, từ tôn đĩa mẫu nguồn thương ngập tràn. Nào châu quận thôn làng tinh quyền, kìa lâu đài cung điện nguy nga. Am chùa quán xa lập ra, hiền thần tiên thánh mẹ đà thượng phân. Chư Phật đắc kim thân do mẫu, cả trân châu ngọc bửu đó đây. Thiếu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng mấy ai đã thành. Loại kim khí bạc vàng quý bao, tất cả do mẫu tạo xuất ra. Vương hậu vạn quốc gia gia, cũng do linh mẫu ban ra tôn sùng. Người chốn thế yêu trung hưởng phước, bao quyền linh sao trước mẹ ban. Dân an quốc thới thanh nhàn, đế vương cũng kính mẫu hoàng tự tôn. Nước nào bị dập dồn chinh chiến, cũng do nơi mẫu chuyển phát thành. Vậy ai nào biết đến danh, quyền linh quang điển mẹ dành đó đây. Có tạo lành thế đầy lúa giấy, cùng quả quả rau cải trái cây. Nào là chua ngọt đắng cay, thức ăn thuốc uống rừng cây ai tường. Hành ớt hẻ gừng đường tiêu tòi, khắp nhân sinh ai khỏi bệnh đâu. Quá xanh linh dược nhiệm màu, cao lương mỹ vị thiêu đâu vật nào. Lại có dâm chanh dầu tương muối, suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ ban trăm
nhang mùi hương, lao tâm tổn quyết đoạn trường vì con. Công lao mẹ bút son kho tà, tình bao la biển cả khó hơn. Khổ đau từ mẫu chẳng sờn, nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành. Giật ăn uống mẹ dành con đó, sản phẩm do mẹ qua tạo ra. Cân đai áo mạo phù hoa, bạc tiền vật dụng biến ra hằng ngày. Mẹ chẳng thấy một ai lòng tương, thân mẫu sanh ban thưởng khắp nơi. Vật chi chẳng sót trên đời, mẫu không nghe có một lời nhớ thương. Trong vũ trụ tuần hoàn tạo hóa, do mẫu sanh ra qua địa cầu. Biến dành sao quả luân hồi, biết bao sản vật qua màu tốt tươi. Kẻ thấy đâu rõ tình thâm mẫu, dầu hoàng thiên khó nổi sanh hơn. Trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ qua quyền chân phép màu. Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ, ngũ cốc dành quá độ nhân sanh. Có cây tươi tốt hương thanh, địa châu thấm giọt mưa lành vì nhiêu. Chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết, bao tinh di xương tuyết giá băng. Đài mây gom tụ phủ văn, gặp luồng quang điện biến tan mây liền. Mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp, cù rồng kia trôn nắp ngàn sông. Lãnh phần vận chuyển gió giông, mẹ truyền qua vỏ hổ phong ứng hầu. Cù rồng ở xứ nào chẳng có, ẩn biển sâu làm gió chuyển mây. Điều do linh mẹ phán bài, ơn trên chiếu triệu dám rài cái đâu. Muôn vẫn nằm sâu lòng đất, mẹ dưỡng nuôi âm chất hoằng khai. Nhọc nhằn nào quán đắng cai, điện quan quyền diệu đêm ngày dưỡng sanh. Chốn dương trần con lành tỏa hương, bao nhiệm màu mẹ thương hồng ân. Tất cả do linh mẫu phân, không về chẳng thấy người trần ghi tâm. Mẹ thương con già thầm đau thắt, chẳng bao giờ nhắm mắt nghĩ đâu. Điện quang nêu mẹ rút thâu, càng khôn vũ trụ địa cầu tiêu tan. Khi cá ngao trở ngang
được bao nhiêu phải đành chịu cảnh quạnh hiu khổ sầu. Mẹ phán truyền lời chú cao quý, ai sưu tầm diệu ly quang minh. Tâm thành khảo sát chướng kinh thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rành. Từ tôn chiếu điện lành ban phước, sắc linh phế người được hiển dinh. Phi tài quyền diệu cao minh, mẫu từ gian bút ngọc linh chi truyền. Nhập vào tâm kẻ hiền sáng suốt, chẳng khi như anh đuốc thiên nhiên. Mẫu cho phản bổn quần nguyên, chân thần đúng hoạt xuất liền chẳng sai. Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tinh, cảnh thượng đài khai tâm trung chuyển đạo ngài. Lý chân thông hiểu chớ rài bỏ qua, cần quán tưởng sâu xa kinh mẫu. Chớ khoe tài nóng nổi mà chi, chớn kinh linh mẹ khó bị, quần thần vắng gió chẳng khi lời vàng. Đại từ tôn mẫu hoàng cao cả, ân đức dày dông ngã đành sao. Táo nhân mặt khách anh hào nông, công sĩ nở nào lăng ngơ. Không đền đáp tôn thờ cung kính, nở vô tâm chẳng kinh mẫu hiền. Thâm sâu nghĩa cả thiên liên, đành lòng bội bạc chương truyền lời châu. Chánh pháp đạo nhiệm màu ai rò, giả đò như chẳng to ngộ chi. Phụ ân từ mẫu diêu trì đò, đại muôn kiếp chẳng thì tái sanh. Muốn biết rõ tánh danh Phật mẫu, hãy lắng nghe lời mẫu phân rành. Lão bà hôn độn quá xanh, thở còn mù mịt trước thánh chưa tường. Thiên địa chi âm dương chân khí, thập nhị muôn niên kỳ giáng lâm. Tuổi thọ 9600, thời gian xuất thế khổ tâm nhọc nhằn. Muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ, ngài biệt ly diệt độ chẳng ngờ. Mẫu hoàng từ giá con thờ quá thân, chớp nhoáng phút giờ chia tay. Hư không ngự mây đài thượng coi, điển quang minh chiếu rọi khắp nơi. Quyền di biên qua chuyển đời, truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha. Chẳng thấy ai lệ xa
nào ai để giả dân dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước mong quyết mạch trùng phùng. Sớm về điện ngọc diêu cung, con lành cố gắng hiếu trung tu hiền. Hội tí sửu khai thiên tịch địa, giảng sự thành hiếu nghĩa vi tiên. Chân kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn trăm tám chục câu khuyên răn đời. Mỗi câu mỗi lời mẹ viết, cũng từ nguồn mạch quyết chảy ra. Gồm bao lời ngọc thiết tha, chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ chi. Khắp gia gia đều trì niệm mãi, thì mùa màng cây trái hoàng sai. Ấm no hưởng lạc trần ai, cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dồn. Điện quang mẹ bảo tồn trường cưu, độ con ơ hội đủ diêu cung. Nếu ai chẳng tin bất tùng, mùa màng ruộng rẫy sâu trùng bỏ ăn. Cuộc sống đành khó khăn đau khổ, nhân sinh lâm vào chỗ hiểm nguy. Không mong sống sót được gì, đại kiếp thủy hỏa phong phi ngập tràn. Đại từ tôn mẫu hoàng cho biết, đúng trăng mười vào tuyết trời đông. Mẫu từ xuất hiện thần thông, vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh. Mẹ phụ hết điện linh quang đại, tâm quyết thư để lại chương kinh. Kim ngôn siêu thoát quang minh, từ tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn. Là con yếu đàn tràng cúng kinh, mỗi hằng niên nguyện thỉnh mẫu từ. Đúng ngày thập bát trăng mười, gia gia tụng niệm người người trì kinh. Lập đại lễ hoa sinh trà hoa, dân hương đăng tất cả khiết tinh. Cùng nhau hội hiệp trì kinh, sở dân từ mẫu chứng minh con lành. Nếu như có nhân danh hiền sĩ, truyền bá kinh nghĩa lý đủ đầy. Từ tôn đại thọ ân dày, cháu con hiền sĩ từ đây quy hoàng. Hưởng lộc thọ vinh sang phú quý, hạng phu nhân bần sĩ hiền thần. Truyền kinh phổ biến xa gần, gia gia vui hưởng muôn phần ấm no. Mẫu sẽ hứa ban cho con thảo
cành kế tạo lửa hương. Hai gái yêu thảo thuần lương, đời đời nối dõi tổ đường tông môn. Nam nữ nào sùng tôn kính mẫu, kính lễ ngài kỷ mẫu thành tâm. Mẹ ban phước lộc cao thâm thiên xuân, vạn đại hướng âm đức về. Sứ phương nào hằng ngày cúng vía, đàn trang cầu bốn phía an ninh. Bảo toàn tánh mạng chúng sinh, mẫu hoàng phủ điện ứng linh lời nguyện. Quốc dân nào kiền thiền dòng bay, thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân. Mẫu tự cho sức thánh nhân thông minh, sức chúng muôn phần quyền linh. Công đức mẫu vô hình khó tả, dầu lắm sơn biển cả phố. Ai mà đáp nghĩa đền ơn, phải sùng an tử quả sơn tương hình. Rồi dâng lên hương linh thờ phượng, tạo lập thành tâm tượng bái tôn. Diêu trì Phật mẹ linh hồn, hiếu tử làm đăng ý ngôn kim truyền. Mẹ sẽ nhận con hiền dấu thảo, gắng sức xây tay tạo máu đi. Tùy gia phương tiện hữu duy, chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào. Mẫu chứng lòng thanh cao tâm hảo, sẽ ghi tên con thảo danh đề. Thẻ ngọc mẹ chuyển bút phê, tâm phàm phủi sạch trở về diêu cung. Bởi vì con tận trung tận yêu, đắc quả cao cửu khiêu khai minh. Con hiền thọ hướng trường sinh, nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành. Mẹ sắc tứ phong danh muôn thuở, chanh quả thành nở trần ai. Ban cho cửu phẩm liên đài trung ương, thượng quốc về ngai đền vàng. Thành đại la nghiêm trang quy bao, phủ phủ đồng đất đạo kim thân. Mẹ ban thọ hướng hồng ân, lưu danh bưu điện muôn phần vẻ vang. Đức từ tôn mẫu hoàng bảo dưỡng, trải hết tâm vô lượng vô biên. Ngự nơi cõi thượng thiên liêng, độ cho quốc thới dân yên thanh bình. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Địa mẫu diệu kinh. Phật mẫu tuy vô
hình du tương. Mẹ cầm quyền pháp hướng nhân sinh, bán ra lời ngọc chân kinh, khảo sát địa lý khai minh địa cầu. Thở hồn đồn một bầu không khí, còn mịt mù vô thì biết đâu. Phật mẫu đã ngữ từ lâu, phân ra thiên địa hoàn cầu chuyển xây. Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất, đạo hoằng khai lời thật quyền linh. Phổ thông truyền ba chương kinh, phán bài phong tục nhân sinh sáng người. Chốn phàm trần đến đời nguyên hạ, mẹ giáng cơ bút tả chân kinh. Ai truyền ân tông phổ huynh, mẫu hoàng bảo hộ cương ninh cứu trường. Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn, giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chân. Dựng đời thịnh trị thượng quân, hết lòng chỉ giáo linh nhân tỏ tường. Khắp thế giới thập phương cung kính, trang niệm trị tình lời châu. Đất thành sở nguyện mong cầu, vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm. Hoặc gia gia tháng năm ghi nhớ, lưu truyền kinh từ thuở ban hành. Kẻ nào tụng niệm chân thành, thánh tiên đắc đạo rạng danh lâu rồi. Ai chẳng tin bất cầu ác cam, chê bai rằng mờ ám không tùng. Đến khi vào lúc lâm chung, hồn linh kẻ ấy vô cùng khổ đau. Ngục á tỳ xa vào miên diễn, đọa đài người lâm tiên dễ khinh. Sanh lòng nhạo ban ly kinh, tội như biển cả mong mến tham sầu. Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hại, mẹ chẳng phiền phải trai chỉ đâu. Xét ra khắp cả hoàn cầu, đều do lĩnh mẹ pháp màu chuyển ra. Mẹ thương con vì tha tất cả, nào thấy ai để giả xót thương. Đắng cay khổ nhọc ai tường, rõ thông nỗi khổ đoạn trường biết bao. Trang nữ kiệt anh hào chí hiếu, vô cao cho người hiểu rõ ràng. Đứng ra giải đáp lời vàng, cho người trần thế dương gian tri tường. Khắp thiên hạ thập phương chung canh, nàng thiên tai phải hoành yêu sầu. Dấp dồn nhiều cánh khổ đau quả tai,
chẳng còn
khuyên con tâm thư lời cuối, gắng tâm tu thông suốt lý kinh, truyền trao giải nghĩa khổ in cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời. Chúng con sẽ thấy đời hết khổ, nội trong năm phổ độ đầu tiên, mưa hòa gió thuận khắp miền, mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai. Còn như đáo lễ ngài Kỷ Mẫu, lập đàn tràng bái mẫu trì kinh, dâng đèn sáp thiệt quang minh, từ tôn phủ điện nhân sinh phúc đầy. Mỗi trăng có ba ngày mẫu kỷ, hãy thành tâm bền chí cúng dường, kinh đàn đăng thủy hoa hương, ngoài ra tất cả ngài thường khỏi lo. Việc cúng kiến phải cho tinh khiết, cố gắng tu tha thiết cần chuyên, lo tròn phận sự hằng niên, 36 nhật kiền thiện trì kinh, sắm lễ vật cung in tờ mẫu, Kỷ Mẫu lập đàn gồm có 6 ngọn đăng quang, quả hoa tươi thắm hương phần 5 cây, 6 chung nước lọc đầy đủ lê, cùng chúng nhau hợp để kinh đàn thuyết kinh giải lý rõ ràng, mỗi người đều định tâm an thọ trì. Ai xứ nào làm ý lời giải, định tinh thần tụng bài viên kinh, tiêu bao nghiệp chướng tội mình, hướng đời quân thượng quyền linh sinh tồn. Ai cố gắng sớm hôm trì tụng, thêm 2 thời chuyển dùng tâm thành, mẹ ban quyền diệu điện thanh, tự tay cứu chữa mạnh lành nổi da. Mạch gần chín đầy đồng, hiện ra móng bạc hư không rõ ràng, gió từ đâu thổi sang rất mạnh, trong niên này gặp cảnh phong ba, khổ sầu từ trẻ tới già, chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàng. Nạn đói lạnh lầm than đau xiết, là đêm trời ứng hiện rõ ràng, thiên đình thâu hạt lúa vàng, thần linh ngũ cốc lĩnh ban về trời, gieo quả cho cảnh đời khốn khổ. Tuy vậy mà có chỗ cũng chừa, nơi nào kinh mẹ
sớm trưa trì kinh Địa Mẫu phước thừa bình an. Mẹ bảo hộ những vàng nơi đó được trúng mùa mưa gió thuận hòa. Ai từng phổ biến gia gia tuyên truyền kinh Mẫu đứng ra giải bài. Phổ thông in đủ đầy nghĩa lý, Mẫu sẽ sai các vị thiên thần gia thần ủng hộ ân cần đồng theo hộ kẻ xa gần thành tâm. Được phúc lành tháng năm no ấm, trên thiên đình ghi chấm phước ban. Nội gia kẻ đó thanh nhàn sẽ được thành phước vinh quang muôn phần. Thanh Long Bạch Hổ thần cũng giáng, phò tá người xứng đáng con lành. Tự tôn cho biết rõ rành, trăng mười thập bát giáng sanh trần miền. Đến giờ ngõ kiền thiền kinh Mẫu, chẳng có nên dời đổi thời gian. Sửu mùi thịnh túc không an, đúng giờ nhất định lập đàn trì kinh. Cầu linh mẹ thương tình cứu khổ, vũ điện linh phổ độ chúng sanh. Các con tụ hợp tâm thành, được ban màu nhiễm phúc lành khắp nơi. Mẹ hiện thánh xuống đời tri chứng, phương hướng nào bền vững chi tâm. Thường hành kính Mẫu diệu thâm, ngày đêm thành kinh tháng năm thanh nhàn. Còn lo chi mùa màng chẳng trúng, nhà nào ai trì tụng kinh này. Phước lành sẽ hướng được ngay thẳng thiên đất, quả chẳng sai chẳng lầm. Hướng quý tế cao thâm lộc cả, thọ hương đắng trà quả vinh sang. Chương kinh của Đức Mẫu Hoàng gồm bao diệu lý lời vàng ngọc châu. Kinh Địa Mẫu đứng vào bậc nhất, chẳng tường phân ý thức suy lầm. Người đời còn bởi mê lầm, chẳng nên kinh dễ lỗi lầm tội mang. Ai tình ngộ lập đàn cung kinh, thọ trì kinh nghiêm chỉnh cúng dường. Nạn tai nghiệp chướng lỡ dương, một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm luân. Kinh Địa Mẫu thấm nhuần đạo lý, gắn cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên. Hằng ngày rộng ra khẩn nguyện, được nhiều công đức tội liền tiêu tan. Kinh Mẫu hơn muôn ngàn
kinh khác, ai chi tâm hiện đạt phúc lành. Rõ thông từng chữ hiểu rành, người đó sẽ được mẹ dành hồng ân. Điển quyền lĩnh xa gần chiếu tòa, phóng hào quang khắp cả bầu trời. Thương người hiểu rõ từng lời, tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu. Ai thông đạt từng câu nghiêm kỹ, đã tri tường nghĩa lý diệu kinh, có thể gọi sạch tội mình, bao nhiêu nghiệp chướng quang tình tiêu tan. Như ai rõ từng hàng mẫu dài, quá nạn tai sắp xảy đến mình, lại còn hưởng được phước vinh, tam tài lộc thọ hương linh thanh nhàn. Nếu ai hiểu được toàn kinh quyển, thì đích danh mẫu chuyển điện quang, luôn được phước lộc bình an, đời đời kiếp kiếp mẹ ban phúc dày. Như nghe thuyết kinh này chẳng thương, lại bỏ qua không lượng tường chi, mà lòng chẳng khứng thỏ trì, bị khép vào tội khinh khi Phật trời. Tội vì bán bao lời xúc phạm, lâm vào cảnh khóc thảm sầu than. Ngài ấy chẳng có kiêu quan, phải đành dương tội gian đang ngục hình. Dân nước nào chẳng tin lời mâu, sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha. Đại kiếp hủy hoạ phong ba thái, đều chết rồi đâu mà còn chi. Lòng mẫu tự nghĩ suy đau xiết, muôn đại kiếp phong ba, nạn thủy quả sắp xảy ra, thương cho sanh chúng phải xa cành sầu. Ngặt chúng chẳng quay đầu trở lại, tuân theo lời mẫu dạy trong kinh. Mẹ muốn bỏ sổ tự sinh, vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều. Mẹ tính mãi bao điều phương kế, chẳng đành lòng bỏ phê lãng ngơ. Tình thương vô bến vô bờ, làm sao cứu được con thơ trở về. Mẹ dùng trước màu phê sắc linh, phán phân rằng chỉ định thế này. Truyền thần thiện ác đến đây, chia làm hai phía nước mây xuống trần. Người hung dữ ác thần dẫn dắt, nhập cùng chúng kẻ bất lương tâm. Độc ác tàn nhân đã dâm,
chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi. Bậc hiền lương phương phi quân tử, thiện thần gom lại giữ một nơi, đưa vào chánh giác kịp thời. Ngày đêm tu niệm quên đời gian nan, chờ đến ngày hạ màn chung cuộc, mẹ sẽ dạy ra một cái chài. Dầu cho thiện ác phân hai, tóm thâu tất cả một chài nhốt chung. Liên lụy kẻ tận trung yêu thảo, người tu hành học đạo kinh tâm, chừng đó mới thấy diệu thâm. Mẫu từ sẽ chuyển quệ tâm trẻ lành, được sống sót nhàn thánh đủ trí, biết tường phân chân lý đường tà. Thiện gần ác lại tranh xa, từ đó các đạo mở ra khai quần. Đồng xuôi lòng ăn năn quy tụ, danh đạo màu hội đủ đem về. Chẳng còn chia rẽ khen chê, phân ra nhiều môi khó bề tường phân. Hình tướng dạy phép thần màu nhiễm, màu tả ra những điểm rất cần. Nhị thập ba tu phân thân, phủ dây chánh bắc giáp cần chánh nam. Còn phương hướng tây nam tây bắc, các vị thần giáp mặc long bào, gồm 60 vị tài cao. Mẫu từ phán lĩnh truyền trao lời vàng, tuân lời dạy tiếng can 10 vị. Thập nhị thần định chỉ địa chi, tất cả tình tu các vị ủng hộ hoàng đế thái vị hoàn toàn. Đức từ tôn mẫu hoàng điều khiển, thần lôi công lôi điện tam phương, phân thân trân thủ phi thường. 64 quẻ tỏ tường diệu thâm, hiển nguyên hình tay cầm binh khí, đứng vàng ra trực chỉ đó đây. Khắp trong thiên hạ đủ đầy, trận đồ của mẫu lập xây hạ miền. Coi trời nam tự niên đinh hỡi, đến niên tân dậu mới thiệt rồi. Biết bao quyền bi nhiệm màu, tại nơi hạ giới tham sầu thiết tha. Đại hùng giang đồng kinh hồn, làm cho thiên âm địa hôn. Thần sầu quỷ khóc giống tồn tham thương. Còn tứ đại thiên dương tiếp lĩnh,
trận mẫu định trưng an. Tám vị thần lực kim cang xông vào trận qua pháp đàn thần thông, làm trời đất hư không nghiêng ngả. Nhật nguyệt tinh châu hòa đảo xây, cùng như chông chông lặng quay. Thế rồi lặng mất công ngài hiện ra. Màu thâu lại yêu tà lắng mì, kẻ bất lương phải bị luật hình. Hô phong quang võ lùi đình, làm cho sấm nổ nước mình mông tràn. Lửa dậy khắp dương gian nguy khổ, trận cuồng phong bão tu khắp vùng. Mẫu tần diệt đưa bất trung, xử người bất nghĩa chẳng dung tha nào. Đến chừng đó vàng tao mới rõ, mẫu thâu xong ngày đó bình an. Nước rút sông lặng gió tan, sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuận. Chỉ còn người hiền lương sống sót, kẻ thiện lương được thoát khỏi vòng. Thế là mẫu dụng quyền công, diệu pháp qua biến thần thông lẽ làng. Kinh đô có sen vàng đua nở, bốn phía dòng khắp ở thị thành. Các con yêu thảo hiền lành, đến chừng khi đó mẫu dành hồng ân. Được đổi xác kim thân bất hoại, chẳng sanh thoát khỏi nghiệp duyên. Chứng đặng đại la tiên thiên, bởi nhờ cố gắng tu hiền thành công. Hối bàn đào thương đồng tất cả, các con nào đắc quả giữ vào. Thế rồi vĩnh viễn về sau, chẳng còn chuyện kiếp khổ đau trần miền. Chúng con được niên niên bất tử, khoai lạc tiêu diêu ngữ canh nhàn. Giống cảnh diêu điện mẫu hoàng, luôn hướng lộc thọ phước an cửu trường. Phật mẫu ngữ trên thượng tầng cõi, hoằng khai dưỡng nhân loại bao tồn. Hết lòng quán đại sắc son, qua sanh dạy dỗ các con phản. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chơn kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chơn kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chơn kinh.